karaoke đi. Rồi đó. Anh tên gì? Nam. Nam đẹp trai. Ủa sao biết tên anh? Thì ngày nào em cũng nghe con két nhà anh nói Nam đẹp trai, Nam đẹp trai, Nam đẹp trai, Nam đẹp trai mà. Em là... Em là Dương, ở cái bên nhà anh đó. Em chú Dương, em chú Dương phải không? Dạ. Kêu bên nhà. Thôi. Em đang đi đâu vậy? À, nãy giờ em đi chơi vòng vòng ở đây nè. Còn bây giờ thì em về nhà. À đúng rồi, thì đi vòng vòng cũng phải về nhà chứ đúng không em? Ừ. Không, tao nói mình khùng đó mày. Ý anh nói là anh có thể đưa em về nhà hay không? Nếu em không ngại. Mày đâu rồi?